Kiều Tiên kính chào quý khán giả đến với bản tin địa phương huyện Châu Thành của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những tin chính sau đây. Huyện ủy Châu Thành trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Châu Thành tổ chức kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2024, tại thị trấn Châu Thành, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Văn Hoàng đã đến trao tặng huy hiệu 55 và 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên tại thị trấn Châu Thành. Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Trần Quốc Vinh, sinh năm 1944, quê quán phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, chính thức vào Đảng ngày 10 tháng 12 năm 1969. Đảng viên Trần Quốc Vinh nguyên là Phó trưởng ban dân vận Huyện ủy Châu Thành. Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho 2 đảng viên gồm Nguyễn Xuân Thủy, sinh năm 1967, quê quán xã Phước Khánh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Chính thức vào Đảng ngày 14 tháng 3 năm 1995, đảng viên Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1967, quê quán xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Chính thức vào Đảng ngày 16 tháng 3 năm 1995, đảng viên Nguyễn Trung Hiếu hiện đang giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư thị trấn Châu Thành. Sáng cùng ngày 14 tháng 5, đồng chí Nguyễn Trí Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành đến dự và trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 cho đảng viên Lâm Quang Thắng thuộc Đảng bộ xã Trí Bình. Đảng viên Lâm Quang Thắng sinh ngày 10 tháng 9 năm 1960, vào Đảng chính thức ngày 15 tháng 4 năm 1985, quê quán xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ ấp xóm mới 2, Đảng bộ xã Trí Bình. Trao huy hiệu và tặng hoa chúc mừng đảng viên Lâm Quang Thắng, đồng chí Nguyễn Trí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ghi nhận những đóng góp của đồng chí Lâm Quang Thắng, đồng thời mong muốn đảng viên Lâm Quang Thắng tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng của người đảng viên, là tấm gương sáng cho đảng viên và quần chúng noi theo. Chiều ngày 15 tháng 5, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Châu Thành tổ chức lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2024 và ra mắt Hội đồng trẻ em huyện giai đoạn 2023-2027. Dịp này, Ban Thường vụ Huyện đoàn thông qua quyết định thành lập Hội đồng trẻ em, Ban tham vấn Hội đồng trẻ em huyện Châu Thành giai đoạn 2023-2027. Theo đó, Hội đồng trẻ em huyện được thành lập gồm 30 thành viên, có độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi, là tổ chức đại diện tiêu biểu cho tiếng nói, nguyện vọng của thiếu nhi trên địa bàn toàn huyện, do chính trẻ em trực tiếp điều hành, thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định pháp luật. Hội đồng trẻ em huyện được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, có sự hướng dẫn của ban tham vấn gồm 8 thành viên. Ngày 14 tháng 5, đoàn khảo sát Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành đã có buổi khảo sát việc thực hiện chính sách trồng lúa theo Nghị định 35 của Chính phủ để đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn các xã Long Vĩnh, Ninh Điền và Thành Long. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Long Chỉnh, từ năm 2022 đến tháng 5 năm 2024, xã triển khai thực hiện 4 dự án đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, trong đó có 2 dự án chuyển tiếp và 2 dự án đầu tư mới, với tổng kinh phí được giao hơn 1,5 tỷ đồng, đã giải ngân được gần 900 triệu đồng. Đối với xã Ninh Điền, xã đã triển khai thực hiện 5 dự án đầu tư hệ thống giao thông thủy lợi trên đất trồng lúa, với tổng kinh phí được trao hơn 2,6 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân được hơn 1,7 tỷ đồng. Còn theo Ủy ban Nhân dân xã Thành Long, xã có tổng cộng 7 dự án được triển khai thực hiện, với tổng kinh phí được giao hơn 2,8 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án đầu tư mới và 5 dự án chuyển tiếp. Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2024, đoàn công tác của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành do ông Thân Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng lễ Phật đản tại các nơi như Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, tịnh xá Ngọc Như, xã Hảo Đức và chùa Tứ Phước, xã Thanh Điền. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo huyện, ông Thân Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành đã chúc mừng lễ Phật đản đến các vị chư tôn đức, thành viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo,
cùng quý tăng ni Phật tử của huyện Châu Thành. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành ghi nhận, cảm ơn và biểu dương những đóng góp của quý tăng ni Phật tử. Trong thời gian qua, đã đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Quý vị thân mến, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin huyện Châu Thành hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 55 phút thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên các hạ tầng của TTV11. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.